Dạ em xin kính chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Bình Thảo ạ. Em là quản lý Chi nha quý khách. Em xin kính chúc quý khách thật là nhìn thì vui đang cuộc sống ạ. Dạ hôm nay thì em giới thiệu một số mẫu vàng công ty 650 Phú Viền anh chị nha. Dạ địa điểm của tiệm em nằm ở 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em kính mong và kính mời quý khách hàng đến tiệm em nha. Để lên cho mình những sản phẩm đều đặt còn lại cho bản thân luôn nha quý khách nha. Hôm nay thì em xin giới thiệu một số mẫu là vàng công ty 610 nè. Thì như cái video trước là em nói mấy anh chị đợi em chút xíu rồi đó. Thì em sẽ lên cho mình làm lắc tay nha mấy chị nha. Lắc của dây luôn, còn dây luôn nè bé Ngọc nè. Đây. Lô lắc tay cặp bến luôn nha mấy chị. Mới cặp bến luôn. Trọng lượng nhà những cái lắc này là 5 chỉ nè. 3 chỉ ha. 5 chỉ, 3 chỉ là những cái mẫu thế này là 7 chỉ, 8 chỉ mấy chị. Đây ạ. Rồi thích cái nào chụp lại màn hình giùm em luôn nha quý khách nha. Rồi đến tiệm vàng Kim Bình Thảo để lên cho mình những sản phẩm đẹp đặc và lạ nha mấy chị mấy anh nha. Đây ạ. Rất là đẹp nha. Rồi như cái lô dây này nè. Đó. Cái lô dây là lô dây quá trời đẹp luôn mấy chị ơi. Dây Hồng Kông nè. Dây Hồng Kông nha mấy chị nha. Dây khoan lạc nè mấy chị. Đó. Dây Hồng Kông, dây khoan lạc luôn ha. Đây. Dây rồi dây mì nè mấy chị nè. Rồi dây kiểu ha. Đó. Cái tay của em nó ngắn quá rồi mấy chị ơi. Không có đưa lên hết được luôn mấy chị. Dạ thích cái nào thì chụp lại màn hình. Rồi ghé đến tiệm vàng Kim Bình Thảo nha mấy chị ha. Đây ạ. Rồi em kính nhờ quý khách hàng chia sẻ giùm em cái video này để mọi người biết đến tiệm vàng Kim Bình Thảo rộng rãi hơn nha quý khách nha. Đó, đó một cái động lực nha quý anh, quý khách hàng ơi. Rồi mấy chị ơi, đừng ngại ngùng mà nhắn like chia sẻ giùm em nha mấy chị. Đây. Cái lô này là lô dây mới luôn nè. Mới cặp bến luôn nha mấy chị nha. Cái lô này là vì lô dây mè. Lô dây mè là lô dây trồng đầu luôn nè. Mấy cô ơi, mấy chú ơi, mấy anh mấy chị ơi, mấy em ơi. Đây ạ. Cái lô này là lô dây mè nha. Một lượng nha mấy chị. Một lượng 4 chỉ, 5 chỉ và dây khoan lạc luôn nè. Wow, dây này dây kim tiền luôn mấy chị ơi. Đẹp quá. Dây kim tiền rồi dây thần. Cái dạng dây thần kiểu bây giờ nhập nước ngoài mấy chị nha. 2 lượng nè. 2 lượng, 1 lượng rưỡi, 3 lượng luôn. Đầy đủ. Đầy đủ size, đủ trọng lượng luôn nha mấy khách nha. Hôm nay là cuối tuần rồi thì mấy anh mấy chị ơi tranh thủ thời gian sắp xếp cái tiệm em nha. Tiệm em là có đổi đồ khác tiệm luôn nha quý khách nha. Thì là ví dụ như một thời gian qua mấy anh mấy chị là đã mua những sản phẩm ở đâu rồi á, mà bây giờ hợp với đến tiệm vàng Kim Bình Thảo á, thì là mình muốn đổi qua bên em á, thì là bên em vẫn có đổi cho mấy anh mấy chị luôn nha. Thì là nếu như sản phẩm của anh chị là cùng một công ty bên em mà còn nguyên vẹn nè, kiểm tra được và cái tờ điều kiện đổi ngang bù tiền công thôi, không có bù chênh lệch gì một cái gì hết mấy chị nha. Rồi sau này mấy chị mua vàng bên em là có cái hậu nữa, là cái hậu là về sau á là vàng đổi ngang vàng bù tiền công thôi nha quý khách nha. Đó, rất là lợi luôn. Rồi cái lô dây là vô dây ép. Đây, những chị nào muốn đeo dạng mà giống như là dạng dây laptop á, đó lấy khóa cổ nè, thì mình hãy nên chọn cho mình những cái dây giống như thế này nha. Dạ. Và dạ, những cái dây thế này thì đồng lượng vàng có là 5 chỉ, 7 chỉ một lượng nha quý khách ơi. 5 chỉ một lượng luôn ha. Đây đẹp quá mấy anh mấy chị ơi, cô dì chú bác ơi, tiếc gì một like một chia sẻ giùm em mà. Đây à. Đây đẹp quá mấy chị ơi, đồ dây đôi nữa nè mấy chị nè. Đó. Trời ơi. Đó. Chụp lại màn hình giùm em rồi đến tiệm liền luôn nha quý khách nha. Đây à. Chụp lại màn hình giùm em cái tiệm em liền luôn nha quý khách hàng ơi. Cái lô này là lô dây ép nè mấy chị nè. Để em bung một cái dây ra cho mấy chị luôn. Đây. Ép cái này nó làm khoảng 8 chỉ nha mấy chị. Đặc biệt của nó có hai mặt luôn nha. Đó, ép là 8 chỉ hơn nha. Đặc biệt của nó là có hai mặt luôn. Rất là đẹp luôn đó mấy chị nha. Đó, mặt trước mặt sau nè. Rồi, những cái dạng này ép này cũng vậy luôn. Ép này của nó cũng 8 chỉ hơn một chút xíu. 8 chỉ hơn một chút xíu nha mấy chị. Rồi, những cái ép như vậy, ép nhỏ nè, hai chỉ nè, hai chỉ mấy luôn nha. Đó, cái này là em bè thêm á chị nha. Em bè thêm luôn nha, thích cái nào chụp lại màn hình giùm em với ạ. Rồi, cái lô lắc này là mâm lắc khoan lạc luôn. Đây, lắc khoan lạc nha quý khách ơi. Khoan lạc có chữ trà nồi nè, hình hoa mai nè, hình nai kỳ nè ha. Rồi, hình thương hiệu luôn.
đó, rất là đẹp luôn nha quý khách ơi. Hãy đến tiệm vàng Kim Anh Thảo Trinh cho mình những sản phẩm đẹp đặt vào lại cho bản thân à. Đây những mẫu lắp khăn lặt luôn nè, trọng lượng vàng bự như thế này mà chỉ có 5 chỉ thôi mấy chị mấy anh ơi. Đây chiều dài rất là dài luôn nha. À bên em đặc biệt là có những cái phone size đại cho những chị nào mà cuộc vàng là những anh nào mà lớn tay lớn á, phone đại đó bên em vẫn có luôn nha. Rồi những chị nào mà đeo chặt quá, đeo rộng quá thì mình bên em vẫn có cắt bớt cho mấy chị mình luôn nè. Đó chiều dài là 22, 23, 25 cm luôn nha quý khách nha. Đây những mẫu nè, đó đó mẫu lắp thương hiệu luôn nha mấy chị ha. Em lên càng cảnh một chút xíu cho mấy chị mình nè. Rồi trọng lượng vàng của nó là 3 chỉ 5 chỉ luôn nha quý khách nha. 3 chỉ 5 chỉ. Đây. Khách nói tiền rồi mấy chị, đó. Khách nói tiệm đông lắm mấy chị ơi, nên mấy chị lên thử cái tiệm em nha. Tiệm em á là hiện tại bây giờ là khách rất là đông mấy chị, đông từ sáng tới tối luôn á mấy chị ơi. Nên là có gì mấy chị lên thử cái tiệm em trực tiếp luôn nha. Để lên cho mình những sản phẩm đẹp đặt vào lại mấy chị ha. Đó lắc nè mấy chị, lắc quá chị lắc luôn mấy chị ơi. Lắc gì mà cái gì á? Tính nói gì mà sầm sà mấy chị. Dạ đây những cái lắc này là những bé trai đeo được nè, những em bé đại gia đeo được luôn nha mấy chị nha. Trọng lượng vàng nó tầm khoảng là tới 2 chỉ 2 chỉ 6 hay chỉ 7 trở lên luôn ha. Đây quá trời đẹp. Dạ tiệm em khách nó đông nên nó hơi ồn chút xíu nha mấy chị thông cảm nha. Rồi những món lắc khoan lặt nè, khoan lặt hay nay kỳ nè mấy chị nè, đó. Rồi những lắc anh n nè, lắc trơn nè, bao đẹp cho mấy chị luôn nha. Đây đây là quá trời chân thật luôn rồi mấy chị, hình ảnh nè mấy chị nè, đó. Rồi à, những anh chị nào ở xa thì bên em vẫn có chỗ đậu xe cho mấy anh mấy chị luôn nha. Bên em là có bãi đậu xe hơi cho mình luôn nè. À, có gì mình ghé tiệm em trực tiếp luôn nha mấy chị mấy anh ha. Mấy chị nào ở xa thì bên em có hỗ trợ một phần nào đó tiền xăng tiền xe cho mình nè. Nên là mình anh thử ghé tiệm em nha. Đây nữa mấy chị, quá trời, quá trời mấy chị ơi. Mấy chị nhiều lắm luôn mấy chị ơi, hàng mới vừa về chưa gặp bến, chưa có thuộc dạng là chỉnh chu để mà review một cách cận cảnh cho mấy chị thiệt luôn á. Đây này mấy anh mấy chị này lắc tầm khoảng một chỉ mấy nha, mà nó bọng bự như thế này nè mấy chị, đeo rất là đẹp luôn ha. Bao đẹp cho mấy chị mình luôn. Trời ơi lắc một lượng 5 chỉ này quá trời. Rồi những cái mẫu như thế này là đây nè mấy chị nè, đó. Trọng lượng vàng nó tầm khoảng là cả 4 chỉ 6 4 chỉ 7 nha. Những cái thương hiệu như thế này nè mấy chị, đây rất là nhiều mấy chị nha, vàng đổ đóng luôn mấy chị. Wow, đây rất là nhiều mẫu luôn mấy chị nè, quá trời quá đất luôn nha. Cái lô này là quá trời khủng rồi mấy chị ơi. Có gì mình đánh nổ cái tiệm em liền nha quý khách hàng ơi. Đẹp rồi. Dạ đây là mâm lắc hàng rào luôn, mâm lắc hàng rào em mới vừa về luôn nha mấy chị. Trời ơi nó bóng bóng mượt luôn mấy chị ơi, này vàng công ty 610 nha. Em bán điều là vàng công ty 610 cho quý khách hàng ạ. À. Đây. Đây là một cái lắc như thế này nè mấy chị nè. Bây giờ em sẽ đưa lên cho mình nhà mình chụp hình lại nha. Cái này là đồng lượng vàng là khoảng cỡ 8 chỉ. Rồi khoảng 8 chỉ luôn nha quý khách nha. À, lắc hình con rồng này, hình chữ phước nè. Đó, hình chữ phước nè ha. 8 chỉ hơn chút xíu ha. Chữ phước hình con rồng đầy đủ mẫu luôn, hình con ngựa luôn. À, những anh nào mà bữa trước mà chưa có mua được lắc tay mà nhẹ vàng á là mình nên thử cái tiệm em liền nha mấy anh nha. Đây à, cái form em đưa lên cho mình là khoảng cỡ 7 đến 8 chỉ à. À 7 chỉ 8, 7 chỉ 9 nha, lên đến 8 chỉ, 8 chỉ rưỡi là cái form này em đang đưa lên cho mình nha. Đây. Rồi, hai cái lắc con ngựa mã đá thành công. Rất là đẹp luôn và sang trọng luôn. Móc máy hình 5D luôn nha mấy anh mấy chị. Đặc biệt là cái khóa hộp kim tiền luôn. Trọng lượng vàng của nó là 6 chỉ 6 ha. Hai cái này là 6 chỉ 6 nè, ba cái luôn. Đây. Còn rất là nhiều luôn. Còn rất là nhiều luôn. Rất là nhiều nha, đây ạ. À. Rồi. Đây.
lát hình con rồng nè, trọng lượng đưa lên cho mấy anh luôn là 1 lượng 4 ha. Cái này hình con rồng 1 lượng 4 2 phân. Rồi cái bản này kế bên luôn là 1 lượng 4 phân nha. Rồi mã thành công tiếp theo luôn là 1 lượng 8 2 phân luôn à. Rồi hình thương hiệu đầu người luôn là 1 lượng 4 nha mấy anh mấy chị ha. Hình con rồng là 1 lượng 4 luôn à. Rồi hình cái này là 1 lượng hơn chút xíu nha. 1 lượng hơn chút xíu. Bao để cho mấy anh luôn nha. Mấy anh Nam ơi, tranh thủ cái tiệm em liền luôn nha. Quý khách ơi, chụp lại màn hình rồi đến tiệm em trực tiếp luôn nha. Tiền đại bên em là vẫn có ship nha mấy anh mấy chị. Nhưng mà mấy anh mấy chị trước khi mà chuyển khoản thì hãy vui lòng xác nhận trang chính chủ mình hay chuyển khoản nha. Bằng xác nhận qua Zalo số điện thoại là 0938167253 luôn nha quý khách nha. Cứ lại là hiện tại bên em là chỉ có một số tài khoản duy nhất thôi của ngân hàng ACB nha mấy anh mấy chị. Trần Thị Minh Châu là chủ tài khoản nha. Số tài khoản là 25391629 nè. Dạ, cái giọng em nó hơi rè rè một xíu nha quý khách. Hay là có gì mong quý khách hãy lắng nghe nha và chia sẻ cái video này giùm em à. Đây, những cái phong lắc như thế này là trọng lượng nhàn của nó là 8 chỉ luôn. 8 chỉ nè, 7 chỉ nè, 7 chỉ hơn một chút xíu ha. Hình đủ hình luôn á em chị ơi, hình mã đó thành công nè. Hình ông rồng ha, hình ông đầu người luôn ha. Đó, đẹp cực kỳ luôn nha. Rồi chờ lại màn hình nha em luôn ạ. Cái phong lắc siêu phẩm luôn. Đây đến nhà khách nè, đây ha. Em giới thiệu cận cảnh luôn cho mấy chị ha. Đây, có gì mình đến tiệm em trực tiếp luôn nha quý khách nha. Đó, để lên cho mình những sản phẩm đẹp độc còn lại cho bản thân luôn ha. Đây mấy anh mấy chị ơi, bao đẹp luôn, nhiều lắm luôn luôn nha quý khách nha. Rồi bỏ lên tay chị đi em. Vàng đè mấy chị ơi, vàng đè luôn ha, mấy anh luôn ha. Đó, những cái lắc như vậy thì ai đeo cũng được, nam đeo cũng được mà nữ đeo cũng được luôn nha quý khách nha. Không có kén tuổi đó nên là cứ yên tâm mà sử dụng cho mình những sản phẩm như thế này nha. Tất cả em đang đưa lên mẫu là vàng công ty 610 luôn nha quý khách nha. Đây ạ. À. Đó, chụp lại màn hình giùm em luôn nha. Rồi, rồi em thả xuống chứ nặng quá rồi anh. Nó mỏi cánh tay em quá trời luôn rồi. Rồi. Đó, mâm lắc tay hàng rào nè. Cái này lên chưa em? Rồi, một mâm lắc tiếp theo luôn nha quý khách nha. Có mâm còn không? Rồi, ok, lấy cái mâm luôn. Em tiếp theo là một cái mâm nữa cho mình luôn nè. Đó, lát nè mấy chị. Bao nhiều luôn nha. Bao nhiều bao đủ trọng lượng luôn. Tắt đặt nặng đến nhẹ đầy đủ hết luôn nha quý khách nha. Đây. Rồi em trải cái mâm lát này ra đi. Trải mâm lát này ra đi. Rồi, em muốn lấy gì? Lát hả? Thẳng như vàng em. Ok, có luôn. Rồi đợi gì xíu. Rồi đây mấy anh mấy chị ơi, khách ở tiệm em đông quá trời đông luôn rồi. Đây. Nè. Nhiều lắm em mấy chị ơi, cái tiệm vàng em liền nha. Đây ạ. À. Đó, em đếm số lượng em chị nha. Đây cái lô này là lô 24k nha, vàng công ty 980 luôn. Và người Việt mình hay sử dụng là cái từ 24k nó quen miệng lắm em đó chị. Nhưng thật sự của nó là vàng công ty 980 ha. Đó. Lô này lô dòng nè. Đợi em một chút xíu nha mấy anh mấy chị nha. Do hàng công ty nó mới về thôi, em chưa có được chỉnh chu nên là mong cái hàng thông cảm nha. Với lại là nhiều lúc là cái giọng em nó người là miền Trung á mấy anh mấy chị, nên là nó không có được thánh thoát, với lại nó không có được nhẹ nhàng á. Nên là mấy anh mấy chị cố gắng lắng nghe giùm em nha. Dạ cảm ơn mấy anh chị nhiều ạ. Đây là một số những mẫu vàng công ty 980 nè mấy chị nè. À, nhãn hình con cọp á chị ơi, dễ thương quá. Cái phô này là phô hình con cọp nha, nhẫn nữ luôn, nhẫn nữ kim tiền nha mấy chị. Cái này là trọng lượng vàng của nó là khoảng là tầm 1.2 trở lại nha. 1.2 trở lại, vàng công ty 980 em đang đưa lên cho mình nha. Vàng công ty 980 à. Đây ha. Đó. Em về rất là nhiều luôn nha quý khách nha. Chụp lại màn hình rồi gọi ghé tiệm em liền nha. Và cái nhẫn là nhẫn ông cột mấy anh mấy chị ơi, nhẫn ông cột nè. Mà nó thành công nè. Đó. Trọng lượng vàng của nó là khoảng, nhẫn ông cột này là khoảng 6 chỉ hơn mấy anh mấy chị. 5 chỉ và 6 chỉ hơn luôn nha. Đây ạ. À. Một cái hình ông cột là 6 chỉ hơn luôn. Rồi em đưa lên cho mình, thích cái nào chụp lại màn hình giùm em nha.
Rồi những cái phôi nhẵn này là 5 chỉ một lượng nè. À, rồi 6-7 chỉ luôn nha quý khách nha. Đó, một lượng nè. Rồi 5 chỉ rưỡi luôn nha. 5 chỉ rưỡi luôn, một lượng luôn. Đầy đủ mẫu luôn nha quý khách nha. Đủ size, đủ trọng lượng luôn à. Rồi em mời quý khách cái tiệm em liền nha. Rồi hôm nay là cuối tuần rồi, là ngày 16 tháng 10 tháng 1 năm 2022 rồi mấy anh mấy chị ơi. Còn có vài bữa nữa cái tết thôi, nên là mình tranh thủ cái tiệm em đinh cho mình những sản phẩm đẹp đồng và lại cho bản thân mình luôn à. Đó. Đây, một cái lắc tay, hai cái lắc tay, đó, vàng công ty 980 đai kim tiền luôn mấy anh mấy chị ơi. Trọng lượng vàng của nó là một lượng nha, một lượng hơn một chút xíu à. Một lượng mốt. Đó. Bao đẹp luôn nha. Rồi những cái dòng trơn như thế này là dòng trơn 3 chỉ nè. Em gặp bến thêm luôn nha mấy anh mấy chị nha. Dòng trơn có khóa và không khóa bên em đầy đủ mẫu, đầy đủ size, đủ trọng lượng cho mình luôn à. Từ 1 chỉ, 2 chỉ, 3, 4, 5, 7 một lượng, hai lượng này đủ luôn nha quý khách nha. Đây, đây là công ty người ta gửi thêm mình luôn. Rồi những cái vòng tay màu ngọc trắng như thế này nè. Rồi những cái mẫu vòng tay em bé toàn ten mấy chị ơi. À, tiệm em đặc biệt là có một tủ đồ em bé luôn nha mấy anh mấy chị nha. Đây là mình đang thử cái tiệm em nha. À, mình là người lớn cũng có sản phẩm đeo này, mà cho con mình cũng có những sản phẩm rất là dễ thương luôn nha. Đó, những cái vòng tay con cái như thế này nè, toàn ten nè, trao bi như thế này tầm khoảng là cỡ là 2 phân 3 phân thôi nha mấy chị. Rất là dễ thương luôn nha. Đó. Nên là mấy chị cứ anh nụ dặn em bé của mình nè. Em bé đủ size luôn nha. Nào cũng này có mẫu luôn, có bộ em bé, có xi men em bé luôn nha mấy chị ha. Đây đưa chị giới thiệu cái này chút xíu nha. Đây mấy anh mấy chị ơi, lắc tay nè, lắc này là hình con rồng à, hình con rồng như khách nha. Trọng lượng vàng nó là khoảng là 4 chỉ 5 chỉ nè ha. Rồi em coi đăng cái video kia lên nha. Ok chưa, đăng cái video kia lên. Rồi đăng lên cho khách hàng xem luôn ha. Đây à, em xin giới thiệu một số mẫu. Đây là vàng công ty 610 luôn nha mấy chị. Hình con rồng nha, trọng lượng vàng nó là 4 chỉ hơn một chút xíu nha. Anh nam đã được, nữ đã được. Cái này mình đeo một cặp cũng xinh luôn nha quý anh mấy anh mấy chị nha. À đó, rất là cưng luôn. Đây ha. Rồi những cái mẫu lắc kim tiền, kim tiền bốc máy này, trọng lượng vàng là khoảng 5 chỉ ha. Trọng lượng vàng là khoảng 5 chỉ luôn nha quý khách nha. Đây 4 chỉ mấy, 5 chỉ, 6 chỉ luôn ạ. Đặc biệt là hai cái này luôn, nó có tầm 2 chỉ mấy thôi mấy chị ơi. Rất là dễ thương luôn. 2 chỉ 6 nha. 2 chỉ 6 à. Bao đầy cho mấy chị mình luôn ạ. Đây những mẫu lắc khoen lạc đây ạ. Ai da. Mẫu lắc khoen lạc này mấy chị nè. Móc máy rất là sáng luôn nha. Móc máy là khuôn 5D luôn nè mấy chị nè, mặt trước mặt sau luôn nha. Đây à, trọng lượng vàng cái lắc này là 7 chỉ nè mấy chị. Đây 7 chỉ nha. Cái này là 5 chỉ. Đó. Còn rất là nhiều mẫu mã đa dạng tại tiệm vàng khi mình thảo luôn nha quý khách nha. Thì em sẽ đây là những cái mẫu mà em sẽ lên cho mình xong rồi thì mấy chị. Bây giờ em sẽ đưa lại một lượt cho mấy chị nha. Trời ơi, mấy Ngọc có xếp quá đẹp, em làm thanh banh hết rồi mấy chị ơi. Đây, mẫu lắc tay nè, lắc tay là 2 chỉ, 1 chỉ cho tới là 1 lượng, 2 lượng đầy đủ mẫu. Rồi dây chuyền nha mấy chị nha. Dây chuyền nè, đó, dây rồi lắc. Lắc này là chắc đóng luôn mấy chị. Lắc nè. Đó, rất là nhiều mẫu mã luôn nha quý khách nha. Rất là nhiều luôn. Rồi lô dây ha, lô dây đúc nè, lô dây đúc có này, bọng có, đầy đủ mẫu luôn. Đặc biệt là những dây ép bính như thế này mấy chị nè. Cái này rất là sang luôn nha mấy chị. Đây, những anh nam mà đeo cái dây này cũng rất là đẹp luôn nè. Dây là dây đưa phụng nha, em có lắc đưa phụng luôn nha quý khách nha. Có lắc đưa phụng luôn à, rất là đẹp nha mấy chị. Rồi dây 5 lượng, 7 lượng là 2 lượng, 1 lượng đầy đủ, ngập tràn thì bàn kia bên thảo luôn nha. Đây những mẫu lắc tay nè mấy chị nè. Rồi. Em nhờ quý khách hàng chia sẻ lại cái video này giùm em nha. À, để mọi người biết đến thì vàng bên thảo rộng rãi hơn nha quý khách nha. Đó là một cái động lực để cho nhân viên tụi em cứ tiếp tục là những săn những cái mẫu đẹp đọc lại cho mình luôn. Ê, đây mấy chị. Đó. Chụp lại màn hình giùm em luôn nha quý khách nha. Đây. Tìm địa chỉ tiệm em nằm ở 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh ạ. À, kính mong các cái tiệm em trên cho mình những sản phẩm đẹp đặc và lạ luôn nha. Thì là cuối video thì em xin kính chúc quý khách là nhiều thật nhiều sức khỏe nè. Rồi có gì mình ghé tiệm em trên cho mình nè, những sản phẩm mới luôn nha quý khách nha. Dạ em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Mấy anh mấy chị ơi, nhớ nhấn like chia sẻ giùm em nha mấy anh mấy chị.